Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao so với dịp nghỉ Tết nguyên đán. Ca mắc mới COVID-19 cả nước tăng gần 2 lần sau kỳ nghỉ Tết. Tối ngày 7 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.988 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân phân bố tại 425 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai, Đống Đa, Trường Mỹ, Hà Đông, Đông Anh. Như vậy, ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội tăng gần 200 ca một ngày so với kỳ nghỉ Tết. Nam Định ghi nhận 597 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thanh Hóa ghi nhận 789 ca mắc COVID-19. Tỉnh Nghệ An ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục với 1.641 trường hợp, nhiều hơn 683 ca so với ngày hôm qua. Trong khi nhiều tỉnh thành ca mắc mới bật tăng trở lại, thì nhiều tỉnh miền Tây số ca mắc COVID-19 giảm, hầu hết ở mức dưới ba con số.